Tin giáo sứ Lộc Ninh, thánh lễ trao ban bí tích thêm sức, bí tích thánh thể, rước lễ trọng thể tại giáo sứ Lộc Ninh. Sau những ngày tháng chuyên tâm tìm hiểu và học hỏi giáo lý một cách sốt sáng, ngày 13 tháng 8 năm 2018 vào lúc 8 giờ 30 tại thánh đường giáo sứ Lộc Ninh, cộng đoàn giáo sứ hân hoan chào đón đức cha Du Xe, Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường về ban các bí tích cho 22 em thiếu nhi lãnh nhận bí tích thêm sức. 42 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu và 13 em bao đồng rước lễ trọng thể tuyên xưng đức tin của mình. Mở đầu cho ngày lễ trọng đại hôm nay, Đức cha Giuse trang trọng cử hành nghi thức làm phép thánh hóa tượng đài Thánh Giuse và núi Đức Mẹ trong tâm tình hiệp thông của toàn thể giáo xứ. Sau đó, toàn thể cộng đoàn cùng với đức cha du Sê, đặc biệt nhất là các em thiếu nhi lãnh nhận các bí tích trọng thể ngày hôm nay tiến vào thánh đường cùng hiệp dân thánh lễ trong bài giảng đức cha đã chia sẻ với cộng đoàn nhờ ơn chúa thánh thần ban cho từng người chúng ta được gọi chúa là cha và ta được làm con cái của chúa đặc biệt đức cha nhắn nhủ đến các em thiếu nhi Trước khi làm việc gì hãy cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần soi sáng đồng hành với chúng ta. Mọi người là một phần chi thể của Đức Kitô nên chúng ta cần sống hòa hợp với nhau, liên kết trong sự hiệp nhất yêu thương. Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến trên từng người để mọi người biết nghe lời Ngài, cộng tác với Ngài, góp phần xây dựng giáo hội, xã hội, gia đình, cộng đoàn giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn. Sau phần phục vụ lời Chúa, toàn thể cộng đoàn cùng các em thiếu nhi xuất sáng lặp lại những lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội, để xác tín trước Thiên Chúa một đức tin mạnh mẽ và luôn trung thành với Ngài. Tiếp theo là nghi thức đặt tay và cầu nguyện. Đức cha đặt tay, cầu xin Chúa ban ơn thần lực của Chúa Thánh Thần xuống trên các em. Tiếp nối cử chỉ của Chúa với các tông đồ khi xưa. Sau đó, lần lượt các thủ nhân tiến lên lãnh nhận ấn tính ơn Chúa Thánh Thần. Với ơn ban Chúa Thánh Thần qua bí tích thêm sức, từ nay các em sẽ trở nên chứng nhân cho Đức Kitô qua việc bảo vệ đức tin và nhiệt thành xây dựng giáo hội ngày càng phát triển. Tiếp đến là phần nghi thức tuyên hứa của các em lớp bao đồng. Với nghi thức này, các em công khai nói lên sự trưởng thành trong đức tin, quyết tâm bước theo Chúa Kitô đến cùng và ước muốn trở nên sứ giả mang tin mừng và bình an đến cho mọi người. Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện cho các em thiếu nhi có đôi lời tri ân Đức Cha Giuse, Cha hạt trưởng Bình Long, Cha xứ Phêrô, quý Cha đồng tế, quý thầy đồng tế, quý chủng sinh, quý gì, quý giáo lý viên, quý cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu cùng toàn thể cộng đoàn. Các em thiếu nhi cũng dâng lên các ngài những đóa hoa tươi thắm thay cho lòng biết ơn. Tiếp theo, ông trưởng ban đại diện hội đồng một vụ giáo sứ Paulo Ngô Văn Phúc báo cáo một vụ với Đức Cha và mọi người. Sau cùng, Đức Cha ân cần ban những lời huấn từ cho toàn thể cộng đoàn giáo sứ. Toàn thể giáo sứ kết thúc thánh lễ với một niềm vui hân hoan trong Đức Kitô Giêsu. Những gương mặt rạng rỡ của các em lãnh nhận bí tích hôm nay hứa hẹn những mầm non tương lai của hội thánh.